Nhưng mà thật là không may thì cái mô hình kinh doanh tiếp theo của tôi nó gặp thất bại. Và đây là thất bại đầu đời của tôi và khiến tôi trả giá khá là lớn. Năm 22 tuổi sau khi tốt nghiệp đại học thì tôi bắt đầu sự nghiệp của mình từ công ty phân bón của gia đình với vị trí là nhân viên kinh doanh. Sau đó từ vị trí nhân viên kinh doanh thì tôi bắt đầu từng bước để trở thành giám đốc điều hành của công ty. Sau 4 năm phát triển công ty phân bón Ba Lá Xanh, tôi bắt đầu nghiên cứu cái lĩnh vực tiếp theo, đó là về ngành in ấn. Vì đối với tôi ở thời điểm đó thì mảng in ấn là một mảng rất là tiềm năng, và bản thân mình thì thanh niên 27 tuổi lúc đó thì cũng cảm thấy là đã đầy đủ tự tin cũng như kinh nghiệm để có thể phát triển một cái mảng khác tự lập ngoài cái business, cái mô hình kinh doanh của gia đình. Nhưng mà thật là không may thì cái mô hình kinh doanh tiếp theo của tôi nó gặp thất bại, và đây là thất bại đầu đời của tôi và khiến tôi trả giá khá là lớn. Suốt 6 năm tiếp theo tôi không làm gì ngoài tập trung phát triển tối đa trong cái mảng nông nghiệp, đặc biệt là công ty Ba Lá Xanh. Và đó cũng là cái niềm yêu thích của tôi tới tận thời điểm hiện tại. Và sau 7 năm đó tôi bắt đầu kinh doanh tiếp mô hình tiếp theo, đó là làng du lịch Tre Việt. Đây cũng là một dự án rất là tình cờ. Phát hiện ra gia đình có một cái miếng đất cũng khá là xa trung tâm. Đường vô không có, điện không có, nước không có, đất thì sình. Và bản thân tôi thì cảm thấy là không có gì hết ngoài một cái gọi là cái bờ sông rất là đẹp. Từ ngân hàng cho tới bạn bè cho tới người thân đều cảm thấy là cái dự án này đều không có khả thi. Nhưng mà bản thân mình thì lại cảm thấy là mình phải dấn thân, thì quyết liệt với cái giấc mơ này của mình một lần thì cơ hội thành công vẫn có. May mắn là sau khi đưa vào hoạt động hơn 2 năm thì chúng tôi đã đón được hơn 400.000 lượt khách. Và đó là một cái tín hiệu rất là khả quan. Một trong những cái mô hình kinh doanh mình cảm thấy nó khá là tiềm năng đó là hoa. Một trong những người bạn của mình, bạn lâu năm của mình lại kinh doanh hoa. Thế là mình mới chủ động mình gặp cái người bạn đó, mình nói là bây giờ thôi, tôi dòng hợp tác để mà phát triển cái thương hiệu hoa 38 độ. Và hiểu sao thì nói chuyện có 15-20 phút thì người bạn đã gật đầu. Và câu chuyện đầu tư vô hoa bắt đầu từ cái hôm đó. Để có một Lê Đăng Khoa có thời điểm hiện tại, tôi phải mang ơn rất là lớn từ những người nông dân của Việt Nam. Vậy thì tới ngày hôm nay khi đã đạt được một cái thành công nhất định rồi, thì việc mà tôi làm đó là làm những gì, cống hiến cái sức nhỏ nhoi của mình để cho những người nông dân Việt Nam vốn dĩ đã rất là vất vả trong nhiều năm, rất là chật vật để làm sao không chỉ tạo ra được những cái nông sản có giá trị, tạo ra những cái nông sản có chất lượng tốt, mà bây giờ phải tạo ra được những nông sản có thương hiệu mạnh để có thể tiếp cận được thị trường thế giới. Một sự kiện không thể bỏ lỡ trong tháng 11 này, Shark Tank Forum 2022 Transforming Your Business with Blockchain Technology, công nghệ chuỗi khối, gia nhập cuộc chơi, bứt phá tăng trưởng. Shark Tank Forum 2022, sự kiện hoành tráng nhất năm dành cho các startup và doanh nghiệp SMEs trên cả nước. Định hình bức tranh công nghệ blockchain bởi các chuyên gia hàng đầu Việt Nam và quốc tế. Phá vỡ rào cản ngại chuyển đổi số, tìm ra giải pháp ứng dụng chuyển đổi số hiệu quả cho doanh nghiệp. Hãy là người đầu tiên sở hữu chiếc vé của Shark Tank Forum 2022, ưu đãi lên đến 20%. Nhớ bấm nút theo dõi Shark Tank Việt Nam và các chuyên mục hấp dẫn tại đây.